quý vị và các bạn đang quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí, và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Không chỉ là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ Việt, mà mới đây Huyền Chip đang ngày càng khẳng định được năng lực của mình cũng như có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp tại nước ngoài. Huyền Chip là gương mặt không còn xa lạ với giới trẻ cũng như nhiều độc giả Việt. Cô là tác giả của cuốn sách từng gây bão truyền thông, sách Ba Lô Lên và Đi hay Giấc mơ Mỹ đường đến Stanford, Tuổi trẻ không hối tiếc. Không chỉ vậy, Huyền Chip còn có profile học vấn và nghề nghiệp cực khủng. Cô gái sinh năm 1990 từng làm việc với Netflix, Primer, báo mới.com, đồng thời còn có công trong việc ra mắt Trình Duyệt Cốc Cốc trong những ngày đầu. Năm 2014, Huyền Chip thông báo sang Mỹ du học. Đến năm 2018, cô nhận cùng lúc bằng đại học và thạc sĩ chuyên ngành trí tuệ nhân tạo của Đại học Stanford. Sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào làm tại một tập đoàn công nghệ đa quốc gia chuyên về phát triển bộ xử lý đồ họa, GPU và công nghệ chipset cho các máy chạm, máy tính cá nhân và các thiết bị di động. Chia tay với công ty cũ sau một năm gắn bó, hiện Huyền Chip đang làm việc trong một nền tảng end-to-end dựa trên dữ liệu đầu tiên để phát triển các ứng dụng AI. Mới đây, cô gái tài năng này đã được vinh danh trong danh sách Top Voice, những tiếng nói hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo năm 2020. Đây là một giải thưởng thường niên của LinkedIn nhằm tôn vinh những tác giả, chuyên gia có nhiều đóng góp trong việc chia sẻ thông tin và thúc đẩy các cuộc thảo luận liên quan đến khoa học, công nghệ. Vượt qua hàng trăm người khác, Huyền Chip ghi tên mình vào vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng. Chỉ sử dụng mạng xã hội này khoảng 2 năm trở lại đây, nhưng Huyền Chip thường xuyên chia sẻ các vấn đề liên quan đến quy trình tuyển dụng trong ngành phần mềm hay cách đưa machine learning vào thực tế. Năm ngoái, cô cũng lọt vào danh sách Top Voice trong mảng phần mềm. Ngoài làm việc tại công ty, viết sách, trải nghiệm, Huyền Chip còn thích dạy học và mong muốn được trở lại Stanford giảng dạy. Ước mơ này sắp trở thành hiện thực khi trong một bài viết chia sẻ trên fanpage cá nhân, cô cho biết sẽ về trường cũ để dạy học một khóa mới có tên Machine Learning System Design, làm thế nào để có thể thiết kế, xây dựng và triển khai chương trình trí tuệ nhân tạo vào trong đời sống thực từ tháng 1 năm 2021. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Quý vị đừng quên bật chuông thông báo kênh Tin Tức Dân Trí để không bỏ lỡ thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!